Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Bếp Nhà Mina Naoi. Hôm nay thì Mina sẽ chia sẻ với cả nhà một công thức làm bánh quy sô-cô-la nha. Sô-cô-la này thì mình vừa có là sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen và mình rồi có thêm hạt óc chó nữa đó cả nhà. Ở đây thì Mina có 200g bơ. Bơ này mình để ở nhiệt độ phòng á. Mình lấy bơ để ra ngoài bàn bếp cho nó mềm. Sau đó thì Mina cho vô một cái tô rồi Mina lấy cái muỗng Mina cán nhuyễn ra. Lúc này bơ nó mềm lắm cả nhà. Thành ra mình tán rất là dễ, nhẹ nữa. Sau khi mình tán nó nhuyễn rồi, đều rồi đó, thì mình cho vô là 200g đường nâu nha. Rồi mình lại dùng cái muỗng mình tán đều cho đường nó hòa quyện vô bơ. Bạn nào không thích đường nâu thì cũng có thể dùng đường trắng không sao hết. Ở đây thì Mina có hai cái trứng, nhưng mà Mina không có đập hai cái vô một lúc mà Mina sẽ cho từng cái một vô. Rồi khi mà mình cho từng cái một vô thì mình sẽ lấy cái phơi á cả nhà, mình trộn cho nó đều ra. Khi mà trộn đều cái thứ nhất rồi mình sẽ cho cái thứ hai vô. Cũng như cái thứ nhất mình cho cái thứ hai vô rồi thì mình sẽ trộn đều nó lên nha cả nhà. Đó, trong lúc mình làm thì mình cũng lấy cái muỗng đó cả nhà, mình cạo cái vành xuống. Ở đây thì Mina có là 320g bột mì, chứ không có đổ trực tiếp vô mà Mina sẽ đổ vô cái rây rồi Mina rây vô. Ở đây Mina có thêm là 2g muối nữa. Mina rây như vậy là cả nhà biết sao không? Để khi mình trộn á, bột nó không bị đóng cục. Và mình cũng lấy cái muỗng, mình trộn từ từ để cho bột nó không dính trên cái vành tô. Thì khi mình trộn á, mình lấy cái muỗng đó mình cạo xung quanh cái vành xuống nha. Rồi mình trộn cho bột nó thật đều lên. Ở đây thì Mina có là 200g sô-cô-la đen. Thì sô-cô-la này đen này Mina cũng cắt nhỏ nó ra. Mình cắt nhỏ nó ra thì mình trộn vô trong bột đó cả nhà. Nó nhỏ thì nó lẫn, nó trộn đều. Đây là Mina có là 100g sô-cô-la trắng và Mina cũng cắt nó nhỏ như Mina đã cắt sô-cô-la đen vậy đó. Ở đây thì Mina có là 100g hạt óc chó. Còn cả nhà ai không thích hạt óc chó thì mình có thể thay bằng những hạt khác nha. Rồi hạt óc chó thì Mina cũng cắt nhỏ nó ra luôn. Sau khi cắt nhỏ sô-cô-la đen, sô-cô-la trắng và hạt óc chó đó, thì bây giờ là Mina sẽ trộn 3 loại nguyên liệu này vào trong tô bột. Đó, khi mình đã cho 3 loại nguyên liệu này vô thì Mina sẽ lấy một cái muỗng. Mình trộn đều 3 nguyên liệu này lên á, với bột á, để khi mà mình múc ra từng cục một á, thì trong cái cục bột đó thì nó có cả 3 nguyên liệu trên luôn.
Khi mình đã trộn tất cả các nguyên liệu vô trong một cái tô và nó hòa quyện lại với nhau rồi đó cả nhà, thì mình sẽ dùng hai cái muỗng. Hai cái muỗng này thì mình đã có thấm dầu ăn sơ qua xong rồi, mình sẽ dùng hai cái muỗng này lấy ra từng cục bột một để trên cái mâm để mình đem nướng nha. Nhà bạn nào một cái muỗng múc kem đó cả nhà, thì cả nhà cũng có thể cái khi sử dụng cái muỗng đó nha, tại vì sử dụng cái muỗng đó thì nó dễ dàng hơn nữa. Thì khi mà mình đã xếp bột lên trên cái khay này, từng cục bột một lên cái khay, thì mình mở lò ở nhiệt độ là 190 độ, mình để cho cái lò nó nóng tới 190 độ rồi mình mới đưa khay bánh cho mình nướng nha cả nhà. Thì khi cả nhà mà xếp bột lên trên cái khay á, thì cả nhà khoảng giữa của hai cục bột thì cả nhà cũng nhớ chừa khoảng giữa để nó không có dính nhau á, chứ cả nhà mà xếp những cục bột này nó sát nhau quá thì bánh nó sẽ dính nhau khó lấy ra nữa. Một cái công thức như vậy thì mình đã làm được 15 cái bánh quy sô-cô-la. 15 cái nhưng mà nó to nha cả nhà. Còn cả nhà ai không thích to quá thì mình có thể làm nhỏ lại. Bánh này rất là ngon cả nhà, biết sao không? Ở trong thì nó mềm nhưng mà ở ngoài cả nhà ăn nó hơi giòn. Rồi ăn vô các bạn chạm tới sô-cô-la đen và sô-cô-la trắng nó chảy ở trong miệng mình. Rồi cái hạt óc chó nó giòn 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 giòn, nó ngon lắm cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian xem video của mình nha. Và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha. Bye bye!